Hello, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay của mình chỉ có mình với Nhân thôi. Hai chú cháu là xuống cái vườn bưởi này. Đây là vườn bưởi nhé. Thì kiếm xem một tổ ong nào, như bữa trước thì mình lên núi rồi. Nhưng bữa nay mình trùng đồng để kiếm tổ ong các bạn ạ. Ở đây là vườn bưởi thì mình đoán sẽ kiếm một tổ ong cho các bạn. Và mình sẽ quay video các bạn nhé. Thôi nha, mình sẽ tiến hành đi luôn các bạn nhé. Thì mình thấy người ta bảo là nếu mà uống rượu ấy là không được bắt ong ấy các bạn, bởi vì mùi rượu bia này nó ong đốt ngay. Đúng rồi, nên nó tổ kia cả à. Đến được công nhận không? Vâng, con này đốt độc lắm. Bỏ vẽ này là rất nguy hiểm. Có thể bây giờ mình sẽ đi quay đến tận, quay gần cho các bạn xem, đến tận nơi quay nhá. Để mình dùng xa thì cũng các bạn cũng nhìn rõ một luôn, bởi vì đây là này. Đây là chú lựa nhá. Chú lựa là chú người cô nhà mình. Hôm nay là mình đến cái vườn nhà chú đây. Đây là của chú này. Chú thì chú lựa. Chú lựa. À. Để chú nói gì mấy lại khán giả một chút. Tôi là nhà là may ở nhà cho cây cảnh. Cây mưa, cây mít, cây bưởi, cây xả, cây đu đủ, quá cây. Các bạn ạ, thì đây nhá, mình cũng thay lời chú lợn mình nói là ở nhà chú thì là theo kế hoạch của nhà nước là dồn ruộng mà các bạn, để làm VAC chuồng trại. Vâng, VAC. Chú dồn vào, chú trồng cây và cấy sen. Rồi trồng các cây xả để mình làm cái kinh tế nó phát triển hơn. Nên là mình sẽ quay toàn bộ cho các bạn nhé, vườn nhà chú nhé. Mình sẽ xoay máy mình quay cho các bạn nhé. Đây nhá các bạn nhé. Trông rắn này, đây là cam các bạn nhá, đây là cam nhá.
đây các bạn ạ, quẩy này. Đấy, bên dưới này là chống sen các bạn nhé. Bên dưới này là sen và thả cá. Rộng nhỉ. Đây là chú, đây là mấy sào? 7 sào cũng ủi. Rộng nhỉ. Đây là mít tơ đùng này, mít 5 đầu nhỉ? 25 giờ mới có một lượt này. Đây là các bạn, đây là mít các bạn nhé. Đây là mới bói này các bạn này. Mới bói cây rất bé các bạn nhé. Cây bé này mà. À, cũng mít to nhỉ? Vâng, à, có to lắm. Chú đi hết đi, chú đi trước. Đây, cam, cam này. Cam này, cam này. Các bạn này, cam như cam mà chú biết sai luôn này. Cam này. Là cây cam này cũng là năm đầu tiên. Cây cây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Là 2 năm cũng quả đều sai như này. Cây quả như này thì tốt đấy. Tốt quá. Này về tuổi già mà có cái vườn cây mà vui vẻ này chăm sóc thì thích quá. Nhận đây chú phải trồng thêm rau cỏ tiếp. Rồi không phải ra trồng cái này. Đây cái xe chở này đây cái cho nên nó đây. Vâng. Đây các bạn nhớ, cây mít này mới trồng 1 năm. Đây là chỉ khoảng 1 năm nữa là sẽ có ra quả. Vâng. Cây 2 năm này. 2 năm này các bạn. Táo thì nhiều. Táo rồi. Hồng xiêm này các bạn ạ. Vâng, hồng xiêm đây, hồng xiêm. Đây các bạn này, sen này. Xung quanh là đồng sen nhé. Thả cá. Đấy các bạn, sen rộng mình 7 sào đây đấy. Các bạn gần một mẫu đấy, 7 sào. Bên dưới thả cá trồng sen, còn chung quanh là mít và ổi và táo. Sen sen thêm là trồng xả các bạn nhé. Xiêm quay rồi. Chú này cái đâu này, chú này chỉnh khoảng giờ rồi ở đâu? Không. À, thế thì ngon quá rồi. Này mà cúi cúi đốt cho phát thì về lại ốm. Đấy các bạn ạ, mình hôm nay xuống vườn thăm vườn mà phát hiện ra tổ ong các bạn. Rất to luôn, thì có lẽ là buổi tối nay bọn mình sẽ dễ bắt. Bởi ong rất nguy hiểm. Góc ai ăn. Đi được ngày sang, chính ạ. Cháu sang để cho quay lại nữa. Giờ mình sẽ đi thẳng sang giáp tổ ong mình quay lại cho các bạn nhé. Này. Xả này, xả này nhặt cổ này. À vâng. Xả này đi yên tâm cũng không có giọng.
sẽ có phương án bắt các bạn. Mình sẽ làm cái vật vật trong chấu nhá, thì mình bắt đầu mình chụp vào tổ ong xong, bắt đầu mình gập vào phần mình chặt cái cánh mít kia, rồi mình buộc chặt đấy là con ong nó thiếu khí nó chết. Mình không phải là dùng biện pháp gì cả, nóng vào cái thứ bóng thôi là nó chết thôi. Đúng rồi. Chết không có không khí là chết. Đúng rồi. Mà vừa an toàn mà không bị nó đốt. Thôi thì mình sẽ dừng video đây, mình sẽ các bạn sẽ chờ xem buổi tối chiều tối nay mình sẽ bắt các bạn nhé. Thôi bây giờ mình sẽ về đây các bạn nhé, hẹn các bạn sau nhé. Tôi gần ngã này. Bởi vì nó rắn là xả nó không ở. Nào mình sang đây mình mua ít ổi về mình ngâm rượu. Xem các bạn nhé, sẽ xem xem có ổi ngon không. Đây có ổi, nhìn vào các bạn nhé. Ngon đấy, ổi ngâm rượu ngon. Chào các bạn.